Sống đến năm 2050 con người có thể bất tử. Tiến sĩ Ian Pearson, chuyên gia về công nghệ gen và là một nhà phát minh ở thị trấn Ipswich, Anh, chuyên giảng dạy về cuộc sống tương lai mới đưa ra những dự đoán đáng chú ý về việc con người có thể sống bất tử. Cụ thể, tiến sĩ Ian Pearson dự đoán tới năm 2050, con người có thể sống vượt qua những giới hạn của thể chất. Theo tiến sĩ Ian Pearson, công nghệ gen có thể được dùng để tăng cường tuổi thọ của con người bằng cách giảm thiểu và đảo ngược sự lão hóa của tế bào. Thêm nữa, những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo có thể robot hóa cơ thể con người giúp con người có thể sống tiếp sau khi xương thịt hết hạn sử dụng. Tiến sĩ Pearson cho rằng, thế giới thực tế ảo có thể được tạo ra để con người tải ý thức của mình lên sau khi cơ thể bằng xương bằng thịt của họ không còn nữa. Mong muốn sống bất tử từ lâu đã trở thành chủ đề được con người quan tâm suốt nhiều năm nay. Tiến sĩ Pearson cho hay ngày nay, công nghệ phát triển rất nhanh và rất nhiều người tin rằng họ đã chạm tới tương lai sống bất tử đầy tham vọng đó. Ông Pearson khẳng định bất cứ ai đang sống trên thế giới và sống được tới năm 2050 thì có thể sẽ không bao giờ phải đối mặt với cái chết. Vào năm 2050, cuộc sống bất tử mới chỉ thực sự dành cho những người giàu có và người nổi tiếng. Còn phần lớn những người thu nhập trung bình hay ít hơn có thể đạt được sự bất tử vào những năm 2060, tiến sĩ Pearson cho hay.